Vào ngày 28 tháng 5 vừa qua, thì Ngoại trưởng các nước Ả Rập đã họp một phiên đặc biệt tại trụ sở Liên đoàn Ả Rập AL ở thủ đô Cairo để thảo luận sáng kiến hòa bình Trung Đông nhằm hòa giải xung đột giữa Palestine và Israel do Pháp đề xuất. Chủ tịch Liên đoàn các nước Ả Rập, ông Nabil Al-Arabi cho biết có thể đạt tới một giải pháp hai quốc gia Palestine và Israel trong cuộc xung đột tại Trung Đông. Tuyên bố được đưa ra sau khi cuộc họp của Ngoại trưởng các nước Ả Rập tại Cairo, Ai Cập để thảo luận về đề nghị của Pháp yêu cầu tái đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel có hai vấn đề quan trọng trong cuộc họp này, và chúng sẽ quyết định sự thành công của hội nghị. Thứ nhất, phải tạo ra một cơ chế điều hành. Thứ hai, cơ chế đó phải được thực hiện trong một khung thời gian cụ thể. Và tất nhiên sẽ có nhiều cuộc thảo luận về nhiều vấn đề cũng như tranh luận về những khuôn khổ mới, nhưng mục tiêu không chỉ là để hai bên cùng ngồi xuống mà cần phải tạo ra một cơ chế điều hành để thực hiện các quyết định trong một khoảng thời gian nhất định. Trước đó Hoa Kỳ đã cố gắng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai nước Palestine và Israel, nhưng cuối cùng đã phải bỏ dở để tập trung cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10. Paris đã khởi động việc vận động các cường quốc mở lại cuộc họp để đưa Palestine và Israel ngồi vào bàn đàm phán. Paris nản lòng vì thiếu vắng những động thái hòa giải giữa Palestine và Israel, nhất là khi cuộc đàm phán hồi năm 2014 do Hoa Kỳ làm trung gian không đạt kết quả. Theo sáng kiến hòa bình của Pháp, một hội nghị đặc biệt cấp ngoại trưởng sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 6 tới, với sự tham gia của Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu, EU, Liên đoàn Ả Rập, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc và khoảng 20 quốc gia khác, song không có sự tham gia của Israel và Palestine mục đích của hội nghị là nhằm chuẩn bị cho hội nghị cấp cao với sự tham gia của các nhà lãnh đạo trên thế giới trong đó có lãnh đạo israel và palestine trong nửa cuối năm nay tuy nhiên israel đã bác bỏ sáng kiến này